Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhất trí sẽ triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đối phó với mối đe dọa từ Syria, bao gồm cả nguy cơ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Quyết định này đã được các ngoại trưởng NATO thông qua trong phiên họp khẩn cấp ngày 4 tháng 12 vừa qua ở thủ đô Bruxelles của Bỉ. Theo NATO, Mỹ, Hà Lan và Đức sẽ tham gia triển khai các khẩu đội chống tên lửa Patriot ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng vài tuần tới. Binh lính tới từ các quốc gia trên sẽ cài đặt và vận hành các hệ thống này. Hệ thống này sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh châu Âu. Hiện NATO đang tiếp tục thảo luận các vấn đề mang tính kỹ thuật như số lượng tên lửa và địa điểm thiết lập hệ thống phòng không này. Ông Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh mục đích mang tính chất phòng thủ của việc triển khai các Patriot, khẳng định chúng sẽ không được sử dụng để áp đặt một vùng cấm bay trên lãnh thổ Syria. Hôm nay, NATO đồng ý triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích là bảo vệ người dân và lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ trước các cuộc tấn công tên lửa. Bất cứ một sự triển khai nào cũng chỉ mang tính phòng thủ, không phải để hỗ trợ cho một vùng cấm bay hoặc bất kỳ chiến dịch tấn công nào. Việc triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là hành động đáp trả lại nguồn tin cho rằng Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào lực lượng đối lập. Các bộ trưởng NATO đã đồng thuận tuyệt đối bày tỏ lo ngại trước những thông tin chế độ Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học. Một hành động như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng yêu cầu NATO giúp đỡ sau khi xảy ra một loạt vụ nã pháo xuyên biên giới, trong đó có vụ làm 5 dân thường Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng vào ngày 3 tháng 10 vừa qua. Phát biểu sau cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Bỉ ngày 5 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhắc lại cảnh báo với chính phủ Syria không được sử dụng vũ khí hóa học chống lại các nhóm vũ trang. Liên quan đến việc NATO quyết định triển khai tên lửa Patriot dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Clinton hoàn toàn ủng hộ quyết định này và một lần nữa nhấn mạnh việc triển khai này là chỉ với mục đích phòng thủ. Đây là một thông điệp gửi tới người dân Syria rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các nước thành viên NATO. Còn Ngoại trưởng Anh William Hargreaves tuyên bố rõ rằng nước ông ủng hộ triển khai các tên lửa Patriot để thể hiện tinh thần đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, một sự triển khai như vậy cũng sẽ phát đi một thông điệp tới chế độ Syria. Chúng ta đã gửi một thông điệp rất rõ ràng và trực tiếp tới chế độ Syria về những hậu quả nghiêm trọng nếu Syria vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hóa học. Tuy nhiên, trước đó, Nga đã nhiều lần phản đối kế hoạch này vì cho rằng nó tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa gia tăng xung đột trong khu vực. Có mặt trong cuộc họp của NATO, Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên rằng những rủi ro cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được phóng đại và rằng Nga đã kiểm tra các báo cáo khác nhau về khả năng Syria sẽ sử dụng vũ khí hóa học và tin rằng điều này là không chính xác. Ông nói rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào cũng sẽ rất nghiêm trọng và không thể nào chấp nhận được. Ông cho biết Nga đã được phép giúp thiết lập liên lạc trực tiếp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để giảm những hiểu lầm không đáng có. Hôm 5 tháng 12, Trung Quốc bày tỏ phản đối quyết định của NATO trong việc triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo đề nghị nước này nhằm bảo vệ khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ trước các mối đe dọa từ Syria. Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết tình hình căng thẳng tại Syria thông qua đối thoại và bàn thảo. Tăng cường quân sự sẽ không giúp giải quyết xung đột và tranh chấp, không có lợi cho việc hóa giải mâu thuẫn và bất đồng, và cũng không có lợi cho sự ổn định, hòa bình và phát triển trong khu vực. NATO đã nhất trí sẽ triển khai tên lửa Patriot theo đề nghị của quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng giáp biên với Syria, lò lửa Trung Đông vốn đang nóng hầm hập từ nhiều tháng qua, nay lại có nguy cơ bị đổ thêm dầu. Sự xuất hiện của loại tên lửa có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và được thiết kế chống lại các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và máy bay hiện đại tại khu vực nhạy cảm này có thể khiến bất ổn tại Trung Đông lan rộng. Xét trên thực tế, bản thân cuộc khủng hoảng nội bộ của Syria có lẽ đã không thu hút sự chú ý nhiều đến như vậy, vì cái cớ đàn áp thô bạo thường dân không phải là hiện tượng hy hữu và chỉ xảy ra tại các nước Trung Đông. Song với vị trí địa chính trị và chiến lược đặc biệt, bất kể sự thay đổi nào tại Syria cũng có thể ảnh hưởng tới cán cân chiến lược trên bàn cờ khu vực. Từ xưa tới nay, Mỹ luôn coi Syria là điểm đến trong tính toán chiến lược ở Trung Đông. Syria luôn được Mỹ ưu ái xếp vào danh sách trục ma quỷ vì có quan hệ chiến lược với Nga cùng nhiều quan điểm ngoại giao khác biệt. Trong khi đó, Nga cũng đã có những đầu tư đáng kể ở Syria. Vì vậy, Syria không chỉ là một lá bài quan hệ quốc tế quan trọng, mà còn là khối tài sản có giá của Moscow tại Trung Đông.
ngay tại chảo lửa Trung Đông, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đang tranh nhau vị trí cường quốc trong khu vực. Tuy nhiên, hai đối thủ thực sự ở đây là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Đã quá rõ khi có sự thay đổi chính thể ở Syria thì ảnh hưởng của Iran ở khu vực sẽ bị thu hẹp, đồng thời là cơ hội để Ankara tiếp tục tăng cô lập lên Tehran. Động thái của NATO không chỉ nhằm vào Syria mà còn muốn gửi thông điệp đến Iran và thậm chí là cả Nga. Chính vì thế không có gì lạ khi kế hoạch triển khai tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ của NATO đã vấp phải sự phản đối dữ dội của nhiều nước, đặc biệt là Iran và Nga. Moscow tin rằng việc triển khai tên lửa ở sát Syria đồng nghĩa với sự can thiệp trực tiếp của lực lượng NATO vào cuộc xung đột ở đất nước Trung Đông và điều đó chỉ làm cho tình hình thêm trầm trọng. Iran cũng lên tiếng cảnh báo rằng việc triển khai tên lửa sẽ dẫn tới tình trạng quân sự hóa khu vực. Thực tế cho thấy trong bối cảnh cạnh tranh giành giật ảnh hưởng tại Trung Đông ngày càng gay gắt, việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ là một nước cờ mang đến khả năng vẽ lại đường ranh giới cho Mỹ và các đồng minh NATO. Đây là lý do khiến dự án cài đặt lại quan hệ đầy kỳ vọng được hai quốc gia hạt nhân hàng đầu thế giới Nga-Mỹ khởi xướng cách đây 4 năm rơi vào tình trạng dự án treo vô thời hạn. Bóng dáng một cuộc chạy đua vũ trang mới ngày càng hiện hữu, khi tất cả các bên đều không từ bỏ toàn tính bảo vệ cán cân chiến lược trên bàn cờ địa kinh tế và chính trị trên thế giới. Trong khi đó, các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc nước này triển khai hệ thống tên lửa Patriot trên biên giới giáp với Syria là không có lợi và có thể nhấn chìm nước này vào cuộc khủng hoảng Syria. Mới đây, mạng nghiên cứu toàn cầu của Canada cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ quạt lò lửa chiến tranh tại Syria cuối cùng có thể khiến chính họ bị bỏng và một khi Syria bốc cháy thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng cháy theo. Nếu nhà nước Syria sụp đổ thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là quốc gia thua cuộc lớn nhất.